rồi thành Phú xin chào quý vị chào tất cả anh chị em à hôm nay thành phố ghé lại vườn cây bonsai của một đứa em ở thành phố quy nhơn trước cái thăm vườn sau đó là chia sẻ một số hình ảnh những cây bonsai hiện có à, quý vị cùng anh chị em mình cũng xem cũng như thường làm trước không gian vườn à em ấy cũng có bố trí một tác phẩm một tác phẩm si hàng cũng ăn si khủng á cây này thì em cũng còn đang nuôi nên là trước màn hình anh chị em mình xem nó rất là, là là là, kín cái tàn không thấy gì hết do là cây còn nuôi đó đây cũng là một tác phẩm mà có thể nói là khi nó thành cây cũng khá là độc đáo nói về si cũng hàng si cẩu hàng si khủng á đấy thì à, tác phẩm này hứa hẹn anh chị em một cái thời gian nữa à, sẽ làm ra tán à, phân ra chi cần à, lúc ấy à, thành phố sẽ chia sẻ tiếp để anh chị em mình cùng à, thưởng lãm cái tác phẩm si này hàng xe đại xe lớn rồi để đi vào à, à, chi tiết thì khu vườn này à, thành phố thấy em cũng có chơi nó cũng nhiều chủng loại và nhiều xây cũng như nhiều kích cỡ đấy những cái trên cái kệ đó là những hàng mini à, xây kích tầm trung nè rồi có tầm đại thì cũng khá là nhiều đó, tổng thể khu vườn rồi để đi vào à, sâu vào bên trong chị em mình thượng ngoạn cũng như chim ngắm bonsai <laughs> em ấy cũng có sở hữu một cây mai tứ quý cũng khá là lớn á tí xíu nữa thành phố sẽ đi vòng qua đấy chia sẻ tiếp anh chị em mình xem rồi đây anh chị em mình cùng ngắm những cây bonsai ừ, nói về như cẩm thị ha cẩm thị mà em ấy sở hữu cũng được khá khá nhiều nhiều ạ à. những tác phẩm cẩm thị hàng xây kích lớn đây và có một tác phẩm si tác phẩm si quý vị si uh, si đỏ si búp đỏ này đây một cái si búp đỏ ấy hiện tại thì cây uh, đang ra lá non tức là lọc á lọc non nè đó. Đây, anh chị em mình xem ha. Thì không gian vườn cũng uh, khá là nhiều uh, cây, nhiều bonsai. Nên cái phần chi tiết thì đôi lúc nó cũng bị uh, che khuất của dịch. Quên chia sẻ về mặt bên này của cây uh, cẩm thị Đẹp Cái si già Tay cạnh cũng khá ha Đây anh Phú quay anh chị mình xem Tay cạnh nó cũng khá đó đang lọc non quá là nhiều. Hôm nay à, thời tiết miền Trung Quy Nhơn tương đối khá là đẹp quý vị. Trước đấy thì à, mưa cũng rất là nhiều. Hôm nay thì à, trời à, nắng đẹp rồi. Đây có một số cây là em còn à, nuôi cũng chưa có à, cắt gọn đấy những cây như me này, hải châu à, em ấy sở hữu cũng hải châu cũng nhiều quý vị hải châu rồi xăm à, núi bằng lăng à, dưới có cả người quế nữa nè người quế đó. <laughs> có một cái ổi nè cái ổi dị thương già dạ lắm Người Quế, cũng hàng già. ô em ấy uh, sở hữu một số hải châu này. đây cũng là hàng uh, sinh sò quý vị. tức là những cái uh, bột cốt đẹp. quá không wow, xum sơi cạnh nhánh. đây nè cũng là hải châu này nhiều rất là nhiều hay trâu và có một uh, cây bằng lăng nữa quý vị đây cây uh, bằng lăng ở bên bên bên, bên trong nè cái bằng lăng này nó nó cũng hay đây thành phố mời anh chia mình ngắm qua cây bằng lăng này nó ngộ nè nó ngộ đây là nó có một cái phiên đá viên đá này nó 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 nhè một cái viên đá rất là đẹp đi giống như mà mình làm sẵn một cái chỗ để mình đề co một cái gì đó đó cũng hay cái bằng lăng cái này à, em nuôi nó cũng à, dàn tay cạnh bên trên nó cũng tương đối khá à, bên trên có một cái tổ chim ừ. ở bên trên đây để thành phố bước uh, xa xa cái phía này coi chị em mình xem uh, cái bằng lăng đi đây thì uh, mùa này thì em ấy cũng chưa có chỉnh chu cây lắm quý vị tiện thể thì uh, thành phố cũng lướt qua thôi đây nè anh chị em mình xem này. có cả mây vàng mây xung ấy bên kia có một cái phôi si à cũng khá là to đấy quý vị cái phôi cũng đẹp rồi để để uh, tên phú đi qua bên này coi đây một tác phẩm dưới nè mấy cây này uh, em nuôi lâu rồi đây cái cốt nó hồi hồi lại cũng khá là hay nhưng mà chưa làm ra đâu cây này làm ra cái bộ xương bộ dâm rồi nhìn mới 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 đã cũng dày á đây là hàng khai thác này xăm núi sâm đổ cây này dạng cũng khủng á xăm núi mà to cái mặt tiền phía trước và đây là cũng có một cái uh, tùng tùng đài loan cái tùng đài loan này cây uh, trực lắc cây đài loan trực lắc ok này tây cành lực quá lực ha cây này cao chắc đâu đó tầm khoảng mét à mét mét lẻ gì đó tay cành thì đóng chuẩn nuôi cũng lâu ha to ồ cây này dần đế đẹp đế trải ồ cái chậu men này rất xịn chậu đắp nổi chậu này chắc cũng phải sáu à, mấy à? ha, sáu mấy bảy mươi gì đây chậu tròn men xịn quá không nuôi dần tay lực cây đầy lo ok quá đẹp hơn đây mà Hải Châu này Hải Châu tầm này những cái cốt đẹp cây này thì đổ ôm quạt nhưng mà nó À, mùa này cũng uh, cuối mùa hải châu rồi mà cây này vẫn còn hoa và trái nè được cái cốt này cốt hay mấy cây này mà nó ra phôm đã dán hết rồi cắt ra phát cái rồi coi như là đẹp ha rồi, em à, em có một cây tứ quý nè cây tứ quý mà cái size to này là chắc cũng phải là hiếm quý vị tàng ok mình tích thôi. Cốt nó to. Ở một cây uh, mai tứ quý. Cây này uh, tuổi đời cao lắm. Tại dòng cây này cái thân nó nó chậm lớn á. Nó chỉ già đi thôi chứ còn uh, lớn thì nó chậm lớn. Phù tán ha. Cây này uh, tương đối uh, quá đẹp. Vì cái bộ tán nó đều cốc có to đây anh chị em mình coi cốt này xem cái cốt cái mày thứ vui quá khiếp cái cốt không em sao hữu cây này cũng rất là quý nè tay cạnh, ok hết đặc biệt là cốt nó to cây mai tứ quý là đặc điểm của cây đó là vừa chơi hoa này đó sau đợt hoa là chơi trái đây trái nè. hoa thì bốn mùa đó. và cái lá rồi lại đẹp cái lá mai tứ quý cũng vẫn đẹp đặc biệt trái nhìn mê đó sau đợt hoa rồi bắt đầu là đổ trái <laughs> cái cốt này coi thử coi cái hoành này cũng cỡ lớn ạ à mày tứ quý mà 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 cái cốt cỡ này thì phải nói là hiếm gặp á cốt to quanh này chắc cũng phải tầm hơn hai tay mình đó. to đấy tương đối đẹp cây mày tứ quý đặc biệt là nó phun tàn không không nhận hay đẹp cái phía này chắc là cái ánh nắng là sao nè vì ánh nắng nên em mấy chè bớt cái 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 thân lại cho nó đỡ nắng đi mấy này mà vô cái chậu xoay đặt vô cái chậu xoay tức là mình xoay theo mặt trời đó hướng mặt trời á khi mình để cái hướng này khoảng vài ngày đầu cái mình xoay qua cái hướng khác đấy là tốt cho cây hơn cái này mà vô chậu xoay là ok quá đẹp cái combo mà cái chậu xoay đó vừa vào cây này là để thành phố coi thử cái chiều cao nó khoảng à, chắc 2 mét rưỡi ha tầm đấy á hai mét rưỡi tán này chắc cũng gần 4 m à hai mét rưỡi chung 3 mét đổ lại tán thì rơi tầm à, khoảng 4 m ok ha cái này mình đặt lên một cái chậu xoay ở giữa cái sân vườn hay sân nhà cái không gian thích hợp thì thôi tuyệt vời ạ rồi đi uh, tiếp tục anh chị em mình cùng ngắm cũng khá là là là, là, là chỉnh chu đẹp đây hải châu nè quý vị trái cuối mùa mà cũng quá nhiều ha. Này, trái cuối mùa cây này cốt hay à cục thiên nhiên mà vậy mấy cây này cắt ra đi ha cắt mầm tược ra là ok đẹp đấy những cái cây mà đó hàng khai thác nữa nè hàng sầm núi nữa nè qua wow. tương đối là rất đẹp đây là một cái xây nhỏ nè xây này hai người bê một cây cẩm thị xây nhỏ mà duyên nha cây này rất là duyên á Cái kích thì hai người bê cũng ok quý vị ok đây cũng rất là đẹp cây cẩm thị à, đến đến đây là cái sung sung cây sung. này này ok ok cái ok 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 già sung già. ok xây này chắc không hai người bê do cái cái combo chậu này à, xi măng này. Chậu này chắc 50 quá. Đấy 50. Một cái sung già. Để coi mặt con này coi. Ủa? Đó, một cái sung già ha. Tay cành cũng ok nha Sung mà nuôi tay cành nó khó, đặc biệt giận trăm đó, ha. Cực kỳ khó luôn. Rồi, đây thành phố đi qua cái cái mặt tiền của cây sâm uh, núi trái này một cái thắt đổ hàng khủng á à. đấy anh chị em mình xem ha vô một cái ống vuông để trên cao trên bộ đôn rớt xuống tán này phải uh, chắc cũng tầm mét hai ạ cái độ rớt ha m hai ạ hàng khai thác rồi à, trái này cây này nó già khủng khiếp ạ à thấy cái đường đường co của cây không qua wow, đường co mê không cốt rớt xuống thiên nhiên cây này trái cũng dữ dằn tại vì nó lực cây nên trái nó nhiều này trên đi chủ đó cốt rớt đổ xuống ha qua wow, cái cốt nó to cái đoạn rớt này cốt rớt nó bự quá to khiếp đế này đế hết chậu yeah. Có cái Dạ già cực kỳ anh chị em xem cái đế nè cây này cái dạng xương dạng dâm nó dày đây này cốt nó to này. đây cái đoạn đoạn rớt này co lắc rớt này thấy không cây này cắt ra phát là thôi chứ nhìn mê thằng khai thác luôn ok quý vị một cái sân chơi cũng khá là lý tưởng trong đó rất là nhiều chủng loại này. có có cả mai chiếu thủy nữa đây cái mai chiếu thủy nữa nè dạ không đấy ở phía bên kia có một cây nữa cái mai chiếu thủy hàng hàng xây lớn đây nữa nè quý vị đây một cây okay, hàng xây lớn cây này vip ạ à. chậu này chắc chậu một mét hay sao ạ à. chiếc chậu đắp nổi quá đẹp một mét đây mai vàng nữa này mai xuân hoành to to ha đấy rồi đi 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 qua cây mai anh chị em xem nữa Qua, Wow, cốt cái mai quần cốt to ha tay cảnh ok ha thật sự nói em chơi cũng đa chủng loại đây đấy một cái phôi xi. Si. cái phôi xi si, không to đẹp không rồi tiếp tục đây là một cây cẩm thị mà cốt nó 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 hay nghe quý vị cốt kiểu hình thú luôn ạ đây nè anh chị em xem không có chân này đó, đi lên cái cổ trên nó phót bé xíu trên đó đó cây này đẹp, em ấy đang nuôi cây tán về tương lai cây này rất là đẹp nè để coi cái mặt nào mặt tiền đâu chắc mặt bên đây mới là mặt tiền này cốt nó đẹp không đúng rồi mặt này mặt tiền quý vị đây mặt tiền này tiền của cây đấy đấy đẹp không Tuyệt vời lại thêm một cây khế cây khế ta cây này quá wow. không trái nhiều cái 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 dáng nó hay quý vị cốt quá cái khế mà cốt cũng hay nè trái thì thôi cây này chắc phải lọc trái quý vị ơi tại vì đó là trái trái mà từ nách thân thì mình chưa mà trái tay cành là cũng nên bỏ nó đi nha vì nó lau cành đây nếu mình để trái quầy cành là nó lau cành á mà trái nó mọc từ nách thân thì mình để được nhưng mà cũng hạn chế hạn chế khi cây mà nuôi những cái trái ngoài tay cành là nên bỏ đi không nên để nhiều quá nữa. nó sẽ lau cành anh chị em chơi khế thì mình lưu ý đây cây này trái quá trái Ồ, phải lọc bớt thôi Cái cây này mà để trái vậy thì thôi Nó lau cạnh Trái nhiều quá Thì gian thế cây khế này cũng hay Trái nhiều quá quý vị Rồi, ok, tiếp tục ha Ồ, có bằng lăng nữa quý vị Đây cái cục bằng lăng bên trong nữa nè một cái uh, cốt cẩm thị đẹp đây nè cái cúc lùng nhìn phê không Đấy. À, bạn lăng à, bạn lăng đẹp này có cả găng luôn đây một cái cây găng bên này nè đây đi qua anh chị mình xem cây găng một cái cây găng uh, cốt to ha thì to lùng Ô, oh, tốt quá to quá Nguyên một cái cũ ha Tương đối đẹp ạ à. trâu, hãy trâu nhiều Cái phía sau này là hàng cỡ uh, Hai ba người bê ha Hãy trâu nhiều đây, Những cái cốt hay nhỉ? Chị em mình xem thằng khai thác á đây có có một cái me già nữa nè cái me già Đây, phía sau cây me là một cây phi lao này cây phi lao này đẹp đó này cốt khéo ạ à. à, còn nuôi dần là tán ha tức là còn định hình hết rồi phi lao ok quá à, quay cái cục bằng lăng này cho anh chị em mình xem này bằng lăng này tương đối đẹp này phình ra một cục ha. Cây này cao chắc cũng khoảng chừng 60 đổ lại thôi. Còn nếu mà cao cốt khoảng 50 à. Tại lên cái chỗ thêm tầm 10 10 phân hơn 10 phân nữa thôi. Có một cái cục to ha. Bụng lăng nè. Phân một cái cục ra. Cây này cũng là một cây hay ạ. À. Lăng hay gì đó, quý vị. Phục phục có những cây mai. qua wow tí xíu nữa thành phố ra quay cây mai lớn đó cho anh chị em mình xem có cục bằng lăng này mini này mà thấy thương quá nè cục tròn tròn in đó rồi ha nhỏ nhỏ xinh xinh này. nhìn cũng dễ thương quá ha có cả sọp nữa đây cái sọp này hầu như là em ấy sở hữu cũng nhiều chủng loại quý vị đó sọp nữa nè. nhiều mà hái trâu là chính ha đây khế nữa nè đây khế nữa nè mấy gầy khế này à nó mấy khế ta mình nè đó để quay cái mai để anh chị ơi, mình xem cái mai khủng khiếp cái mai này quần cỡ lớn Ủa, cái mai quá cái này hay quá ha cốt nó duyên to quành này quần lớn Quần này tầm giá hơn 70 à, 70-80 gì luôn Cái đoạn này cả mét luôn à, to Trên nó có nhiều cành ha Cây này nuôi dạng cán to Cây mai đẹp đó quý vị Hay Rồi, đi qua đây coi, anh chị em mình xem Còn một số cây nữa để thành phố chia sẻ luôn Anh chị em mình ngắm cho nó Hết cái video này luôn Là Tiền thể mình thăm vườn anh chị em mình ngắm. Đây, coi sung nha. Cái sung to nè. Một cái sung. Sung này cốt, cốt to. Để coi thử coi. Đây, cốt nó bự. Cốt to. Đây, cành nhánh này. Tương đối không? Đó, quá to ha. Cây này già lắm. Cái sung mà già khiếp không? chậu này chắc chậu uh, mét ha mét hai mét mốt gì đây tương đối ok cái phôm này kiểu phôm văn bài cái sung này phôm uh, kiểu phôm văn bài quý vị to không đây cây cẩm thị tiếp nữa. cốt đẹp quá cây này em ấy cũng đang nuôi nữa nè nhưng mà được cái bộ cốt đẹp xây to chậu này chắc chậu mét uh, và thử cái chậu này mét ba mét tư mét rưỡi gì nè đây đẹp bút hay okay. rồi bên này xây cái tử bên này cục oh, oh, hay quá những cái đồ tương lai này sau này rất là đẹp chuối nên rồi oh, để bố uh, đi qua đi qua những cái chiếc kệ mà mà có những cái cây mini à. chia sẻ anh chị em mình xem đây, có những cái me này cốc nữa Ờ à, quên có cốc nữa này quý vị em ấy cũng sợ hữu cốc nữa nè ở đây là mặt sau nè <laughs> cái cốc đằng trái nên đây trái có phải khéo nha để để, để thành phố đi mặt trước coi Cây cốc À cái kiểu này là kiểu vách Cái cốt nó là cốt vách đó ha Nó xẹp á Đẹp à Cái chậu chậu nuôi nó hơi to cái này mà khi mà mình ép vô cái chậu nó vừa thôi Cái cốc Hay à Ok quá đẹp Thầm một cái vườn của em IC ha C này em phối ở dưới này là một cái uh, cái uh, cổng đình cổng đình mà mà mình chế tác vô này đó nó bám bám rễ vô trên này nó dày cứng ha cây này già yeah. đó một cái cổng đình cũng hay mình ý tưởng nhiều cái uh, cái cây mà mình uh, ký vô ký vô những cái đình hay cổng làng hay là cái gì đấy nó sau thời gian cái nó rít chặt nó bám chặt vô rất là đẹp thấy em thấy châu mà tầm này cũng to không thấy châu này mặt uh, mặt kia ha mặt kia mới là mặt tiền đây tham qua cây sâm một cái sam già sâm trái già dễ khiếp quá chậu này chắc chậu bốn mươi cây sam già rồi mời anh chị em mình xem trên mấy chiếc cậy có những hàng mini. Tương đối là đẹp. Trên một cái cây sắt, em ấy uh, sắp xếp những cái hàng mini. Nhìn nó cũng đẹp mắt ha. Đó, ngồi thượng trà để ngắm ra vườn cây. Rất đẹp không? đấy Phía dưới em uh, sắp một số chậu. Đẹp. Rồi mình đi ngắm coi Cái máy trưng bày Đây là cây chiều xuân nha Với cốt chiều xuân cũng hay Hàng mini đó <laughs> Có cái hai châu mini nữa dễ thương này Đây là hàng xăm trái nè Đẹp không Còn mai chứ thủy Hai châu này mini dễ thương quá đó quá dễ thương thấy không quá dễ thương một cái xanh mini nữa nè vô cái uh, bể đá chậu đá ha hàng cũng hàng già đẹp lắm đó. đó để coi trên cái cậy này cũng hay bên đây có bộ đề nữa nè bộ đề mini bên này là xăm hương cái xăm hương già phần đề co trên cái cái kệ sắt này cũng hay mai chứa thủy đây mini này hai châu này dễ thương không <laughs> kệ phía dưới này cũng khá dễ thương nữa nè đây là hàng sam này hàng khai thác này. đẹp không hàng già đây, này cũng dễ thương mini này mini trong này nó hơi khuất tối quý vị đây, hàng, hàng xăm à, chùm trái ha quá wow, nhỏ nhỏ mà chùm trái to đây, đây là cái chắc với cây uh, hải châu mà chắc với hải châu mà nó 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 bám hai thân dính dính liền luôn này đây, cây này cây là cũng cây cây độc á ở trên thiên nhiên nó bám ha khi người ta khai thác cốt về thì để nguyên luôn không tách ra bởi vì hai cái thân nó nguyện nó dính với nhau á thành ra bây giờ làm tạo tác đó là bên tán nửa bên này đó là hải châu nửa bên này là cây trắc cũng hay á nó làm một cái form dáng bài mà kiểu như nửa này nửa kia đó hay cũng độc dị tuyệt vời không lê tùng đi à, tùng dễ thương không dạ yeah. có cây tuổi thơ nữa nè anh chị em biết cây tuổi thơ không À, cái chim chim dữ vẻ ha cây tuổi thơ đẹp này cốt ha cây tuổi thơ hai em cũng có chơi thông này. Cái thông mini ấy. cũng hay ạ à. chơi hồi hầu, hầu như là cũng đa dạng quý vị ừ. những cây tuổi thơ đẹp quá ha đây nữa nè hay ạ à. dễ thương hãy <laughs> châu hàng chân rễ mini siêu mini luôn rồi ok nhân dịp này thành phố cũng ghé qua vườn bonsai của đứa em ở thành phố quy nhơn để chia sẻ một số hình ảnh cây bonsai anh chị em mình cùng thường lãm cùng ngắm qua đấy để kết thúc video quý vị cảm ơn anh chị em đã bỏ thời gian xem hết clip anh chị em nhớ like và đăng ký kênh Chia sẻ video Rồi Thanh Phú hẹn lại anh chị em Những video tiếp theo à, Xin chào